tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của mình Việt Nam Japan TV. Hôm nay nhà mình sẽ giới thiệu cho mọi người biết cái khu hoa anh đào chỗ gần nhà. Chỗ này là cái chỗ nó lở sớm ấy, nên là hôm nay là cũng là chủ nhật nên là mình cho bạn một bạn đi chơi một chút. Đấy. Nên là tiện giới thiệu cho mọi người biết là cái chỗ mình ở này có cái dãy hàng cây hoa anh đào là sớm ấy. Đấy. Thì mọi người đi cùng mình nhá. Hôm nay tiện là chủ nhật ấy. Chủ nhật thì cho bạn một đi chơi luôn. Bạn cho bạn một bạn đi chơi luôn. Xem là bạn ấy ngắm mùa hoa anh đào đầu tiên của Nhật. Mùa hoa anh đào đầu tiên của một ở Nhật. Có lắm biết. Hôm nay năm ngoái là năm ngoái là đi chơi mẹ đi chơi xong không về là đi để hai nhỉ. Năm ngoái nó lở sớm hơn đấy. Năm nay rét hơn thì tầm này nó có cái lở. Năm ngoái là cuối tháng 2 nó đã lở rồi. Đấy, hôm nay nắng đẹp luôn. Chờ vài hôm nữa mình sẽ đi Uelo. Đợi là đợi đợi Uelo nó lở thì mình đi. Uelo hoa anh đào nó lở muộn lắm mọi người ạ. Thường thường là đúng ngày nó mới lở. Như chỗ này là chỗ hoa anh đào kiểu như là nó loại hoa anh đào không gì có nhiều loại giống hoa ấy, nên là có giống hoa gần anh đào gần như là từ tháng 2. Gần như là hoa mơ ấy, hoa mơ lở trước một tí là xong rồi đến vài hôm là nó lở. À đây sắp tới rồi mọi người nhớ, ở đây nè em quay cho mọi người xem. Đấy. Đây là cái hàng cây hoa anh đào ấy. Lở rộ rồi. Đấy, nhiều người ta cũng ra thì người ta chụp ảnh nè. Đấy. Bây giờ người ta cũng ra thích ra chụp ảnh lắm. Kiểu ôi nó đã lấy mầm rồi, nó lại lọc rồi đấy anh ạ. Nhanh thế. Lấy lọc rồi. Nhiều hoa nhỉ. Hôm qua hôm kia nữa thì là vẫn còn lụ. Vẫn đẹp. Nó có nhiều cái nó đấy anh đào đấy thơm ý. Nắng ấm năm nay kiểu năm nay họ tỉa bớt cành xòa lề xòa đi lòa xòa đi em. Năm ngoái nó xòa ra to đẹp, hôm nay họ tỉa bớt thì họ đúng luôn. Đấy, thấy không hoa đẹp không, mà đã ra lên lọc luôn, lấy lọc luôn này. Hoa đẹp. Họ tỉa bớt thì rồi. Họ tỉa bớt những cái cành như này. Họ mới tỉa ấy. Cắt bớt rồi. Họ mới tỉa đấy thì lốt cắt vẫn còn mới. Chim. Chỉ bớt đi nhìn những cái cành cụt thì mất đẹp nhỉ. Vâng. Mới tỉa. Sao mà hoa nó sai thế nhỉ? Ừ. Hoa nó to nhỉ? Hoa to nhỉ? Thank you.
đẹp này. Nhìn từ đây về đẹp lắm. Đây. Cái hàng cây đẹp không? Hoa hoa đẹp lắm. Đẹp nhỏ. Dưới bên kia cũng là hoa anh đào nhưng mà chưa nở. Hoa đấy là hoa muộn. Đây. Loại khác. Thẳng đây là dãy hoa anh đào. Đấy. Nhưng mà nó là loại hoa khác nhá, chưa nở. Hoa này hoa nở sớm. Kia ở kia hình như là đã chớm nụ rồi hay sao ấy. Có khi sang tuần mà cứ ấm như này là sang tuần nó nở ấy. Sang tuần chỗ đấy nở là ừ, họ thông nó cũng nở. Họ thông báo là tầm 23 tháng 3 mà. Dạ. Yeah. Ừ. Được. Cây này cây đẹp. Hoa đẹp. Mọi người đi ngắm hoa anh đào thứ bảy chủ nhật đi ngắm hoa anh đào đẹp lắm. Đây này. Đấy. Đây hai mẹ con nhà bột đây. Hoa anh đào đấy, mùa hoa anh đào đầu tiên của bạn bột đấy. Biết hoa anh đào chưa? Bột biết hoa anh đào chưa? Dắt bơ ra đấy. Cái này đèo này. Họ mới đi tỉa đi này. Họ mới tỉa hết đi. Đấy. Đấy, hoa đẹp không mọi người. Đấy, nở rộ luôn này.
các nhiếp ảnh gia đang đi chụp ảnh ấy. Ê, hòa đẹp không? Đấy. Đẹp chưa? Lét chưa? Đấy. Mọi người đừng rảnh đi ngắm hoa anh đào đi, không là nó tàn đấy. Chùm hoa siêu to đẹp, đẹp. Đây, ngắm hoa đi, bột ơi. Đây. Ui, hoa đẹp nhỉ. Hoa đẹp thế nhỉ. Đấy, ngắm hoa đấy. mắt ngước đây nhìn hoa đấy. Hoa đẹp không? Thế bẩn nó không dám đi anh ạ. Đi á? Đi ra đằng kia đi, đi ra đằng kia đi. Ấy, người này thấy không? Hoa đẹp không? Ui giời. Lở bung vét này. Họ mới cắt, chắc mình nghĩ là cắt hôm qua hôm kia thôi. Nốt cắt này vẫn mới này. Đấy, bình thường nó xòe ra đẹp lắm. Nó phát tán ra đẹp lắm. Đi vào đây thôi. Ê, đẹp không? Wow.
Đấy, đây là khu công viên đó mọi người nhá. Đấy, công viên này, chỗ bên kia là sân bóng đá này. Bên này là sân bóng đá, sân bóng chày của trẻ em này. Đấy, bên này là sân của người lớn này. Đấy. Và đây là sân trượt va tanh, trượt va tin rồi chơi xe đạp. Nào, đi đây, chạy đi, đi vào trong kia, đi vào trong kia đi. Vào trong kia đá bóng con này. Muốn là làm cầu thủ bóng đá rồi. Chạy vào đi, chạy lon ton rồi, khóc. Sắp chạy rồi. Yeah, đi vào trong kia, đi vào trong kia đi. Vào trong kia đá bóng à. Ừ, đi vào đây đá bóng con. Đấy, đúng rồi. Chạy vào, đi vào, đi vào. Trong kia mà. Luôn lách ạ. Thích luôn lách này. Úi dồi, úi dồi, úi dồi. Ngã rồi. Ra đây phấn hoa nhiều ngứa họng thật. Đẹp thì đẹp thật nhưng mà cà phung. Ngắm hoa nhiều ngứa cả mắt. Tạm biệt tất cả mọi người nhá. Mọi người xem video nhớ đăng ký kênh ủng hộ gia đình mình nhá. Bye bye. Hẹn gặp lại. Đấy, thanh niên đang chạy. Thanh niên đang chạy. Về đi, về thôi con ơi. Nhòm gì đây? Về đi. Đấy, đi xa phết rồi đấy. Đi về rồi. Mẹ đi về rồi. Cho bột ở đấy chơi nhá, bột đi về nhá. Kéo ngã đấy, ngã ra xe kìa. Đi vào đi.